Lời nguyền địa lý Nga phần 3. Con đường giải quyết bài toán địa chính trị và vươn lên đại cường của Nga trong lịch sử. Khám phá IZ xin kính chào quý khán giả. Rất vui vì lại được đồng hành cùng các bạn trong phần 3 của series Khám phá địa lý xứ sở Bạch Dương. Trong phần 1 và phần 2 của series, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những ưu điểm cũng như nhược điểm của địa lý tự nhiên Nga, qua đó giải thích được tại sao Nga là một cường quốc liên lục địa suốt hàng trăm năm, nhưng chỉ có thể làm siêu cường thế giới trong hơn 40 năm. Trong phần cuối cùng của series Khám phá địa lý Nga, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách mà các chủ nhân của Điện Kremlin đối diện và giải quyết các thách thức về địa chiến lược để đưa nước Nga trở nên hùng mạnh như thế nào nhé. Let's go! Phần 1. Mối quan hệ Nga và châu Âu trong lịch sử, phức tạp và nhiều thử thách. 1. Người Nga yêu thích châu Âu và giấc mơ Âu hóa của giới tinh hoa Nga. Trong video phần 1 của series Lời nguyền địa lý Nga, chúng ta đã biết nước Nga có sự liên kết chặt chẽ với châu Âu, gắn liền với lịch sử của một lục địa dài do cái nôi của nước Nga là một phần không thể tách rời của Âu lục. Tuy vậy, cũng chính địa lý đã tạo ra cho dân tộc Nga tâm lý rất phức tạp khi nhìn về châu Âu. Xuyên suốt lịch sử của mình, kể từ khi vương công Vladimir cử sứ thần đi học hỏi các nền văn minh ở khắp nơi quanh địa Trung Hải, thì giới trí thức thượng lưu Nga đã luôn chọn phương hướng của mình là tới với châu Âu. Sau này, khi Peter Đại Đế đánh bại Thụy Điển và thành lập thành phố Saint Petersburg và coi nó là cửa sổ hướng Tây của nước Nga vào năm 1703, những người thuộc giới tinh hoa Nga đã coi Tây Âu là lý tưởng tiến bộ và khai sáng cho họ. Sau khi rời thủ đô của Nga từ Moscow đến Saint Petersburg, thì Peter Đại Đế không chỉ coi nơi đây là một thủ đô mới, mà ông còn mơ ước làm một dự án kỹ thuật văn hóa rộng lớn, gần như vĩ đại giống như những thành phố Tây Âu mà ông đã từng đến, như Paris, London, Amsterdam, nhằm tái tạo lại người Nga với tư cách là một người châu Âu và thoát ra khỏi cái bóng xưa cũ của Mông Cổ. Peter Đại Đế đã vượt gian khổ, hiểm nguy để đi vi hành khắp Tây Âu, tìm hiểu, học hỏi mọi thứ có thể và khoảng khoảng mời những kỹ sư, nhà khoa học từ Anh, Pháp, Hà Lan về Nga làm việc cho ông. Mọi thứ ở thủ đô mới của sao hoàng Peter đều nhằm mục đích buộc người Nga áp dụng lối sống giống châu Âu hơn. Peter buộc toàn thể đàn ông Nga phải cạo râu, mặc trang phục phương Tây, thay vì kiểu cách hào hào giống Mông Cổ như trước. Ông cũng dùng các kiến trúc sư mà mình mời về được từ Tây Âu, xây dựng cung điện với kiến trúc Hy Lạp và áp dụng các phong tục tập quán của châu Âu, bao gồm cả việc đưa giáo dục, ngôn ngữ phương Tây vào xã hội Nga. Vào đầu thế kỷ 19, phần lớn giới quý tộc Nga nói tiếng Pháp tốt hơn tiếng Nga. Tiếng Pháp được coi là ngôn ngữ của thẩm mỹ và dành cho giới trí thức. Từ Peter Đại Đế đến nữ hoàng Catherine, những người theo tư tưởng hướng về phương Tây của Nga đã tìm kiếm sự chấp thuận của các cường quốc châu Âu khác và muốn được Anh, Pháp, Phổ công nhận Nga là ngang bằng với họ. Đối với giới tinh hoa Nga, châu Âu không chỉ là một địa điểm, đó còn là một lý tưởng, một vùng văn minh mà họ tiếp thu thông qua nền giáo dục, ngôn ngữ và thái độ hào hứng muốn Âu hóa của họ. Nhà văn Mikhail Saltykov biết, ở Nga, chúng tôi chỉ sống theo nghĩa thực tế. Chúng tôi ở đây giao lưu với bạn bè và người thân, nhưng về mặt tinh thần, tất cả chúng tôi đều thuộc về nền văn hóa, ngôn ngữ Pháp. Những người theo chủ nghĩa phương Tây ở Nga tự nhận mình là người Nga gốc Âu. Đối với họ, các kiến thức phục hưng, khai sáng, tiếng Pháp và triết học Pháp là những gì tinh túy nhất. Những ai hiểu được thì xứng đáng là tầng lớp thượng lưu trong xã hội Nga. Vì lý do này, giới trí thức Nga có một niềm tự hào về đế quốc của họ, vĩ đại và hùng mạnh ngang bằng với bất kỳ đế chế châu Âu nào khác, và về nền văn minh phương Tây có sứ mệnh dẫn dắt nước Nga đến thế giới hiện đại. Như Peter Đại Đế đã nói, Nga phải là một cường quốc châu Âu, và sứ mệnh của Nga là gắn liền với châu Âu. Cũng vì có công Âu hóa nước Nga, đưa Nga thành một đế quốc và cùng hàng ngũ với Anh, Pháp, mà sa hoàng Peter đã được hậu thế tôn lên làm đại đế trong lịch sử Nga. 2. Cảm xúc đan xen, phức tạp và sự hoài nghi, lo sợ mà Nga dành cho châu Âu.
khi Peter Đại Đế mạnh dạn cải cách, âu hóa nước Nga, rồi con cháu của ông có sự gắn bó chặt chẽ thông qua hôn nhân với hoàng gia các nước Tây Âu như Phổ và sau này là Anh. Giới thượng lưu Nga cảm thấy họ được xích lại gần châu Âu hơn. Tuy nhiên, sau khi cách mạng Pháp 1789 bùng nổ, triều đình Nga lo sợ ảnh hưởng của cách mạng sẽ lan đến nước Nga, làm sụp đổ quyền cai trị của họ. Do vậy, tâm lý dè dặt, e sợ với Tây Âu của người Nga cũng bắt đầu nảy sinh. Cộng thêm khoảng cách địa lý giữa nước Nga ở cực đông với vùng trung tâm của lục địa già cũng khiến cho tâm lý xa lánh, e ngại nảy sinh. Ngược lại, người Tây Âu cũng có nhiều ác cảm với Nga, coi họ là vùng ngoại vi của châu Âu, ở xa trung tâm văn minh. Cho nên dù Nga đã âu hóa phần nào, các nước Tây Âu coi Nga là xứ sở chậm tiến, rằng người Nga đã chỉ châu Âu hóa một cách hời hợt, nửa mùa. Các giá trị và sự tinh tế của châu Âu vẫn chưa xâm nhập vào thế giới tinh thần của người Nga. Nhiều trí thức Nga cũng chia sẻ những nghi ngờ với phương Tây khi họ đấu tranh để xác định tính châu Âu của mình. Năm 1836, triết gia Nga Bekhtchadeev cho rằng người Nga không thể tiếp thu hết nguyên lý thiết yếu của phương Tây, và vì vậy, xứ sở Bạch Dương vẫn còn phải phấn đấu rất nhiều nếu như không muốn bị Anh, Pháp, Phổ, tiền thân của nước Đức bỏ lại phía sau. Trong quá trình tiếp xúc với châu Âu, những người Nga theo khuynh hướng truyền thống Slav, đặc biệt là tầng lớp bình dân, có phản ứng đối với sự bắt chước kiểu sao chép văn hóa châu Âu của một bộ phận trí thức quý tộc. Những người theo chủ nghĩa dân tộc Slav nổi lên mạnh mẽ vào giữa thế kỷ 19. Họ chỉ trích mạnh mẽ những người theo chủ nghĩa phương Tây. Nỗi sợ hãi cách mạng Pháp chiến tranh với Napoleon đã khiến những người theo chủ nghĩa dân tộc Slav từ chối nền văn hóa châu Âu thời kỳ khai sáng, và thay vào đó, họ nhấn mạnh những truyền thống bản địa riêng biệt của Nga. Dần dần, phong trào này lớn mạnh lên và tác động đến Điện Kremlin. Khi Sa hoàng Nicholas I được những người theo chủ nghĩa dân tộc Slav đưa lên ngôi vào năm 1825, ông tỏ ra ngờ vực và lo ngại các giá trị phương Tây và thi hành các chính sách củng cố chế độ chuyên chế, đàn áp các phong trào tiến bộ ở Nga. Nicholas I cũng tích cực bành trướng khi tham chiến ở Hy Lạp và xung đột dai dẳng với đế quốc Ottoman. Tuy nhiên, thất bại trong chiến tranh Krum 1853 và khủng hoảng kinh tế đã làm kế hoạch của Nicholas I phá sản và khiến vị sa hoàng suy sụp rồi qua đời trong bối cảnh nước Nga chiến bại, để lại một cuộc khủng hoảng cho người con trai kế vị mình là Alexander II. Bị các cường quốc Tây Âu đánh bại, lâm vào khủng hoảng kinh tế và phải bán lại Alaska cho Mỹ, sa hoàng Alexander II phải quay sang châu Á để tìm cách phát triển đế quốc của mình. Ông tham gia trò chơi lớn phân chia ảnh hưởng với Anh ở Trung Á. Bầu không khí nghi ngờ lẫn nhau giữa Nga và Anh, Pháp gia tăng khiến cho giới thượng lưu Nga cảm thấy chán nản với Tây Âu. Sa hoàng Alexander II đã cố gắng ổn định tình hình đất nước và thực hiện nhiều cuộc cải cách, tiêu biểu nhất là việc xóa bỏ chế độ nông nô năm 1861. Thế nhưng, trong bối cảnh sự bất ổn trong quan hệ giữa Nga với châu Âu gia tăng, thì động lực cải cách của Alexander II không thể lớn như tổ tiên Peter Đại Đế được. Sa hoàng cải cách một cách dè dặt, lo sợ các chính sách canh tân sẽ khiến làn gió của tư tưởng cộng hòa, dân chủ từ Tây Âu tràn vào nước Nga vốn chuyên chế. Vậy nên, dù đã cố gắng, Alexander II vẫn không thể thành công. Nước Nga từ đây ngày càng tụt hậu sâu so với các nước Tây Âu và mầm mống bất ổn ngày càng lớn dần. Để rồi, chính sa hoàng Alexander II trở thành nạn nhân của bất ổn đó khi ông bị ám sát vào năm 1881. Cũng từ đó, câu chuyện nước Nga sẽ cải cách để hiện đại hóa như các nước Tây Âu hay sẽ bảo vệ truyền thống Slav của mình và thiên hướng đối ngoại nhiều hơn sang châu Á bị khép lại mà chưa có câu trả lời dứt khoát, rõ ràng cho đến tận ngày nay. Mặc dù giới trí thức và thượng lưu Nga luôn luôn muốn học hỏi Tây Âu, coi đó là nơi thích hợp để họ phát triển, thế nhưng số đông giới bình dân Nga cảm thấy không chắc chắn về vị trí của họ ở châu Âu. Sự mâu thuẫn đó là một khía cạnh quan trọng trong lịch sử và bản sắc văn hóa của xứ sở Bạch Dương, sống bên rìa phía đông của lục địa. Họ chưa bao giờ chắc chắn liệu Nga có phải người phương Tây giống như Anh, Pháp, Hà Lan hay không. Cảm giác mâu thuẫn và bất an, mong muốn và tức giận đối với Tây Âu từ lâu đã định hình ý thức dân tộc Nga, và chúng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Phần 2. Áp lực của Nga phải tìm kiếm một cảng nước ấm. Bài toán từ lịch sử đến nỗ lực hiện tại của Tổng thống Putin. 1. Nỗ lực để có cảng nước ấm ra đại dương không thành của các sa hoàng. Trong phần 1 của series Khám phá địa lý Nga, AZ đã nói về vấn đề nan giải của xứ sở Bạch Dương khi tìm kiếm cảng biển không bị đóng băng thông ra các đại dương.
Kể từ thời Peter Đại Đế thì lời giải cho bài toán tìm cạn nước ấm đã luôn là mối bận tâm của tất cả những ai ngồi trong điện Kremlin. Chính bản thân Peter Đại Đế trước lúc lâm chung đã để lại di chúc nổi tiếng, trong đó ông khuyên những người nổi ngôi mình phải tìm cách tiếp cận Constantinople và tiến gần đến Ấn Độ. Bất cứ ai làm chủ những vùng biển đó sẽ là người bá chủ thế giới. Do đó, chúng ta phải đánh bại không chỉ Ottoman mà còn cả Ba Tư. Hãy thâm nhập đến tận vịnh Ba Tư và tiến ra xa đại dương càng sớm càng tốt. Các sao hoàng Nga luôn để mắt đến các cảng nước ấm ở phía Nam để phát triển nền kinh tế đất nước, và vì vậy mà họ liên tục giao tranh với Ottoman suốt hàng trăm năm. Tiếp đó, họ cũng hướng tới Viễn Đông và thèm muốn cảng Đại Liên, Lữ Thuận ở Đông Bắc Trung Quốc. Vậy nhưng, gấu Nga đã phải chùn bước khi bị Nhật Bản đánh bại năm 1905 và hạm đội Thái Bình Dương Đế quốc Nga bị Nhật xóa sổ hoàn toàn. Sau này, khi siêu cường Liên Xô lớn mạnh, họ tìm ưu thế về hải quân ở các đại dương, bỏ rất nhiều tiền của đầu tư và tạo ảnh hưởng ở các cảng nước ấm thông ra Ấn Độ Dương ở Đông Phi và vịnh Yemen. Tuy nhiên, nhìn chung thì năng lực hàng hải của Liên Xô vẫn kém xa so với đối thủ của họ là Hoa Kỳ. Và trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng ở Tây Á, Đông Phi thì Liên Xô đã dần dần phải rút lui trước thế mạnh của Mỹ. 2. Đề án 1144 Auckland và thực hiện chiến lược hải quân mới của Tổng thống Putin. Khi Liên Xô tan rã và khối Warsaw sụp đổ, nước Nga không chỉ suy yếu đi mà còn mất hẳn khả năng tiếp cận các đại dương. Hải quân Nga hầu như bị bỏ quên suốt hàng chục năm và dường như chìm vào giấc ngủ đông của gấu Nga cho đến khi Tổng thống Putin vào tiếp quản Điện Kremlin. Kể từ khi lên nắm quyền, ông Putin đã thực hiện nhiều dự án cải cách mạnh mẽ, trong đó nổi bật nhất là chương trình cải cách hải quân mang tên Đề án 1144 Auckland và thực hiện chiến lược hải quân mới. Học thuyết hải quân mới của Điện Kremlin biểu thị một bước ngoặt chiến lược mang tính quyết định trong chính sách đối ngoại và quốc phòng của Tổng thống Putin. Nó bao gồm các khoản đầu tư, tăng trang toàn bộ cơ sở hạ tầng của hải quân, các cảng biển dân sự, mua sắm thêm các tàu thương mại, trang thiết bị và nâng cao năng lực đóng tàu của Nga, đặc biệt là đóng thêm nhiều tàu phá băng để mở rộng năng lực lưu thông của các cảng ở Viễn Đông Nga. Học thuyết mới cũng có ý nghĩa quan trọng vì nó thể hiện tham vọng to lớn thúc đẩy sức mạnh hàng hải của Nga, bất chấp những căng thẳng leo thang với phương Tây và cuộc chiến tranh ở Ukraine đang ngày càng quyết liệt. Nói cách khác, học thuyết hàng hải mới là kỳ vọng của Tổng thống Putin cho một trật tự toàn cầu mới, mà nơi đó, hải quân Nga sẽ có tiếng nói hơn, sức mạnh đáng gờm hơn. Nga đang sở hữu đội tàu phá băng lớn nhất thế giới với khoảng 40 tàu và là nước duy nhất vận hành đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân. Cộng với khí hậu trái đất đang nóng dần lên, nhiều vùng biển của Nga giờ đây đã không còn đông cứng như xưa. Rõ ràng, Tổng thống Putin có cơ sở để tự tin vào năng lực khai thác ngày càng nhiều đại dương thế giới của Nga. Trong đề án 1144 Auckland, Điện Kremlin cũng đặt mục tiêu đến năm 2035, nước Nga sẽ sở hữu ít nhất 9 tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đây là một phần trong nỗ lực chiếm ưu thế tuyệt đối của Nga ở Bắc Cực, kho báu mới phát nổ của thế giới do biến đổi khí hậu. Có thể nói, Nga là một trong số ít quốc gia có lợi từ việc trái đất ấm lên, và điều này vô tình giúp xứ sở Bạch Dương phá bỏ được lời nguyền địa lý về cả nước ấm. Những mục tiêu mà Điện Kremlin nhắm tới không chỉ đơn thuần là bảo vệ lãnh thổ của quốc gia, mà còn là đảm bảo khả năng tiếp cận thông suốt các tuyến thương mại toàn cầu của Nga. Yếu tố đầu tiên để thực hiện mục tiêu này là việc Nga đã chiếm được bán đảo Crimea với cảng Sevastopol, chiến lược trên Biển Đen. Tiếp đó là tăng cường hợp tác, khuếch trương ảnh hưởng của Nga ở Địa Trung Hải qua việc nắm giữ cảng Latakia ở Syria. Gần đây, với việc thiết lập thành công căn cứ hải quân tại Sudan hướng tới Ấn Độ Dương, Tổng thống Putin đang đi những bước vững chắc nhằm thực hiện giấc mơ hải dương còn dang dở của Peter Đại Đế năm xưa. Vậy là AZ Khám Phá đã cùng các bạn đi hết hành trình dài khám phá về lời nguyền địa lý dẫn đến hoàn cảnh lịch sử của quốc gia lớn nhất hành tinh rồi đó. Tạo hóa đã đặt từng quốc gia và bối cảnh lịch sử đặc biệt để dân tộc đó viết nên câu chuyện lịch sử của riêng mình. Và nước Nga ngàn năm thanh trầm cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nếu cảm thấy nội dung video hấp dẫn và yêu quý nước Nga cũng như Tổng thống Putin thì các bạn đừng tiếc một like, một share cho kênh và hãy luôn đồng hành với những series lý thú về lịch sử và địa lý sắp tới của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!